5, 6, 7. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật sớm những sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay bên em vừa cập bến được một lô vang số X10. Và đặc biệt đây là cái mẫu đẹp nhất của dòng vang X10 các bác nhé. Đấy, đây là cái mẫu đẹp nhất luôn. Và cái màu sắc cũng là màu đen vàng. Rất là sang và dễ phối khớp với cái bộ dàn của các bác nhé. Nó đẹp hơn cái lô X10 màu xanh của hôm trước em bán cho các bác rất là nhiều. Đấy, rất nhiều bác không biết cách kết nối phần mềm của X7, à có X10 này. Có X10 này kết nối nó khác với lại cái con X5, X6, X8 và X12 các bác nhá. Con này là nó bên trong nó đã có giải mã RS232 sẵn ở trong máy rồi. Thế là khi các bác kết nối phần mềm đây, như này là kết nối phần mềm này. Đấy, khi các bác kết nối phần mềm nó vẫn ăn phần mềm X5, X6 chung với nhau nhá. Nhưng mà cái sợi cáp của nó sẽ khác các bác nhá. Cáp của nó là cáp USB bình thường thôi. Đấy, cáp của nó là cáp hai đầu USB bình thường này, như cái dây điện bình thường thôi, như cái dây dẫn thôi. Đấy, tại vì bên trong máy nó đã có sẵn cái giải mã 232 rồi. Các bác chỉ mua hai cái dây hai đầu dây USB bình thường này, không có giải mã các bác nhé. Đấy, thế là về là thì mới cắm được. Bây giờ em cắm vào để em test cho các bác là nó có phần mềm nhá. Đấy, phần mềm ăn bình thường. Đấy, đây là cái bản mà đẹp nhất của X10 đấy. Đấy, là nó sẽ có những cái đèn nháy ở đây, và khi các bác muốn ngắt tiếng của kênh nào đi ấy, thì nó sẽ có những cái nút mute, nút ngắt tiếng nhanh ở đây này. Đấy, và khi mà chạy nhạc ấy, thì nó sẽ nháy đèn. Đây em cho đi ở nhạc ra, đấy nó sẽ nháy đèn này. Đấy, rất là đẹp so với những cái mẫu X10 mà không có cái dàn đèn nháy và không có cái nút ngắt tiếng nhanh nhá. Các bác nhìn này, những cái hàng chuẩn này, nó làm này, đấy, nhìn rất là khôn luôn. Từ những cái mà dây điện, dây rắc. Con này là năm, đây, sau cái tem này là năm 2015 đấy các bác nhá. Đấy, năm 2015. Như cái con mà X5 với lại X3 cục cổ mặt đen ấy, chả bao giờ em bán lẻ các bác đâu. Tại vì những cái con đấy là toàn 08, 09 rồi. Mà giá bây giờ nó các bác nơi khác người ta bán 2 triệu 4, 2 triệu rưỡi. Đấy, con này hôm nay em bán cho các bác là 2.600.000 bao ship các bác nhé. 2.600.000 bao ship và em sẽ cài đặt cho các bác 4 chế độ nhưng mà chưa bao gồm dây rắc nhé. Đấy, giá chưa bao gồm dây rắc, dây rắc thì thêm 100.000 nữa. Còn giá 2.600.000 đấy em chỉ bao đẹp, bao ship, bao zin và cài đặt cho các bác 4 chế độ các bác nhé. Đấy, như cái dòng X thì các bác biết rồi, có rất nhiều bên Trung Quốc, có rất nhiều những cái xưởng ngoài nó lặt, nó tự gia công nó làm ấy. Đấy, nhưng mà X10 thì nó cái bản chuẩn nhất của nó thì sẽ là cái bản này đấy các bác này. Đấy, em mua hàng thì cũng là một trong những người mua hàng gọi là rất khôn khéo rồi. Tại vì em làm vang với mic là cũng khá là lâu năm rồi. Đấy, rất là nhiều kinh nghiệm đi mua hàng. Đấy, những cái bản mà X10 mà chuẩn nhất ấy thì là nó sẽ phải có những con relia của Nhật đằng sau này các bác này. Đấy, linh kiện thì phải mạch thì phải màu này. Đấy, biến áp như này. Đấy, và đằng sau của nó này, đằng sau của nó đấy, X10 thì đằng sau lúc nào có hai khẩu súp. Đấy, đi anh em mà đi xô chậu sự kiện thì cũng rất là cần hai cục súp này, cũng rất là tiện cho anh em này. Đấy, đây là X10 các bác nhá. Đây, chưa vệ sinh đây. Đấy, vệ sinh xong thì nó lại sạch như mới luôn. Lô này là em có tầm 20 con các bác nhá. Đẹp zin hết. Đấy. Và mic bay vì tím đời cao thì em có rất là nhiều. Mic bay vì tím rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Đây các bác này, nhìn này. Đây là đời 790 các bác nhá. Đời 790 tay đuôi chuột, màn hình màu cam đấy. Đấy, rất là đẹp. Những cái bộ đẹp như này thì giá là 2.600.000 bao ship các bác nhá. Lấy kẹp pin còn nguyên này. Đấy, lô này mẫu đầu thu cái lô mà 2.600.000 đấy nhá. Thì mẫu đầu thu của nó là sẽ là hai mẫu. Một là mẫu Tenza này thì nó cũng giống nhau thôi. Đấy. Hai là mẫu DK này, DK Đa Kinh. Giá là 2.600.000. Bao ship và đầy đủ dây rắc cho các bác nhá. Đấy, cái mẫu này tối hôm nay em cũng quay qua rồi cùng với mấy cái đôi loa rồi, rất là đẹp. Và bác nào mà có nhu cầu về mặt hàng nào thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.